Kẹp các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Trump Rambler 1200X 2024 tại đại lý Việt Nam với một mức giá dễ dàng tiếp cận. Rambler 1200X 2024 vừa chính thức được Jayon Việt Nam ra mắt với cái chiều cao yên thấp hơn đáng kể, cùng với mức giá dễ dàng tiếp cận đã sẵn sàng cùng với rất nhiều biker Việt chinh phục những cái cung đường bất tận trên cái giới đất hình chữ S. Thế hệ Scrambler 1200X 2024 của hãng Trium mang đến cho tất cả những người yêu mến cái dòng Scrambler mong đợi cái năng vận hành là vượt trội, tư thế lái tự tin, sức mạnh dồi dào, đồng thời tích hợp rất nhiều trang bị và công nghệ hiện đại. Luôn lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng, Trium cũng đã điều chỉnh cái chi cấp yên của Scrambler 1200X 2024 chỉ còn có 820mm, nó thấp hơn lên đến 50mm so với phiên bản là SE. Khi trang bị yên phụ kiện, chiều cao yên có thể giảm chỉ còn có 795mm, giúp cho các biker có chiều cao từ 1m65 đến 1m7 có thể tự tin điều khiển chiếc xe một cách dễ dàng nhất. Chi phí bảo dưỡng xe cũng giảm đi đáng kể, khi phải di chuyển lên tới là 10.000 dặm, tương đương khoảng là 16.000km thì mới cần phải bảo dưỡng. Ông là Steve Garden, là giám đốc sản phẩm của Jayon chia sẻ, Scrambler 1200X 2024 sẽ là cái lựa chọn mới cho những khách hàng. Nó được tối ưu để mang đến những cái thông số kỹ thuật mà người lái mong đợi. Với một cái chiều cao yên thấp hơn, mức giá sẽ cạnh tranh hơn, khả năng vận hành sẽ tốt hơn với những cái phiên bản như Scrambler 1200XC người tiền nhiệm. Cái chiếc Scrambler 1200X 2024 nó mang đến những cái thông số kỹ thuật ấn tượng, cùng với những trang bị công nghệ được cộng đồng biker đánh giá rất cao. Theo đó chúng ta có thể kể đến như hệ thống treo Maserati hoàn toàn mới với cái bục upside 45m và cái giảm sóc sau đến từ là ASU với bình dầu phụ có thể điều chỉnh tại trước và hành trình phục ở trước là 170m. Bổ sung những cái công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến chưa từng xuất hiện trên những cái phiên bản như Scrambler XC trước đó, bao gồm hệ thống phanh ABS để chống bốc cứng phanh khi bột cua được cải tiến, hệ thống traction control kiểm soát lực kéo khi bầu cua có thể được tắt bật linh hoạt. Màn hình hiển thị TT đa chức năng, 5 chế lái bao gồm luôn chế độ là off-road, hệ thống đèn lái hoàn toàn bằng công nghệ bóng LED bao gồm luôn cái phần đèn pha DLS rất đặc trưng, trong khi đèn hậu là nhỏ gọn và có phần đèn xi nhan, cái mảnh may hiện đại hoàn toàn mới. Cổng sạc USB có thể nâng cấp tính năng kết nối với cái kích hoạt dẫn đường là Sting by Sting, điện thoại và nghe nhạc Bluetooth. Scrambler 1200X 2024 ở dụng động cơ như phiên bản là Bonneville 1200cc xanh đôi được điều chỉnh cái mô men xoắn cho phù hợp với cái dòng xe Scrambler. Công suất tối đa đạt sớm hơn là 90 PS tại ngưỡng vòng tua máy là 7.000 vòng trên phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 110 Nm cũng đến sớm hơn tại ngưỡng tua máy là 4.205 vòng trên phút, đi cùng với đó là hộp số cơ tạng sao cấp. Ngoài ra, hệ thống ống xả đầu cao cấp đặc trưng đã được hoàn thiện với một cái bộ giảm thanh bằng thép công rỉ, mang lại thứ âm thanh trầm đặc trưng, làm nên cái thương hiệu của dòng Scrambler của hãng Jayon. Scrambler 1200X ở dụng cho mình cái bộ khung bằng thép ống lực chuyên dụng, cái bánh nhôm nhẹ và cái độ chịu bền cũng rất cao. Cái mẫu xe này sở hữu cho mình cái phần cấp đôi bằng nhôm đúc cao cấp, chiều dài trục cơ sở dựng ở mức 1525mm, mang tới cái cảm giác linh hoạt và phản hồi nhanh nhạy trên cái đường trường. Cái mẫu xe mới này tận dụng cho mình cái cặp lốp đến từ là Mercedes Cosworth rất đa dụng, cùng với đó là hệ thống cái phục upside down đến từ Maserati 45m cho phía trước, cái giảm sóc đầu phía sau đi kèm với bình dầu và có khả năng điều chỉnh tại trước, cái bếp người lái có thể tùy chỉnh cho phù hợp với cái điều kiện lái xe và xe đất riêng. Nói về hệ thống phanh, Scrambler 1200X được trang bị cho mình cái đĩa trước là phanh đĩa đồi 310m cái dạng là 14 với kẹp phanh của Nissin 2 piston trục, trong khi đó phần sau được bổ trợ bởi cái đĩa sau là 250mm đi cùng kẹp phanh piston 14 mang lại hiệu suất phanh an toàn trên cả cái đường nhựa lẫn địa hình. Người lái có thể điều chỉnh cái vị trí đồng phanh trước theo cái ý muốn của bản thân. Trên Rambler 1200X 2024 còn được trang bị hệ thống là ABS để tối ưu hóa khi bột cua, đi cùng với đó là hệ thống kiểm soát cái độ bấm đường traction control. Cái mẫu xe này có tới 5 chế lái, một chế độ với những cái phản ứng bướm ga riêng biệt, cùng với đó là hệ thống ABS và traction control. Người lái có thể tùy chọn chế độ như Sport, Cross, Range, Off-Road hoặc cấu hình tùy chỉnh theo cái sở thích.
cải thiện đáng kể cái sự ổn định khi lái xe nhờ vào cái bộ đo lường quán tính IMU. Thông số cao trên nhà trùm đang phát triển cùng với lực Continental. Xe tận dụng màn hình đa chức năng LCD TFT Iris chuyên dụng, được tích hợp trong những cái mặt đồng hồ tròn cái kiểu dáng hình lịch, nhỏ gọn và có thể đọc được tất cả những thông số chỉ với một cái cú lướt mắt. Chrysler 1200X 2024 giữ nguyên những cái yếu tố thiết kế làm nên cái nét đẹp đặc trưng của dòng xe Chrysler, từ vóc dáng đầy nổi bật đến cái phần ống xả đôi cao cấp đi cùng bình xăng được thiết kế tinh xảo. Cái mẫu xe này được trang bị phần yên liền mảnh mai cổ điển gam màu nâu, cái đèn báo rẽ cái dạng mỏng hoàn toàn mới đi cùng với cái đèn hậu dẫn nhỏ gọn. Số chứng minh hoàn thiện vô cùng tinh xảo, chế phần ốp hồng bằng nhôm xước đi cùng logo của Chrysler 1200X. Cái logo chrome đặc trưng trên cái phần bình xăng đi cùng cái nắp xăng đến từ Mosa bằng nhôm và cái dây gài thì bằng thép công rỉ. Cái mẫu xe này có 3 phiên bản màu cơ bản cho khách hàng lựa chọn, bao gồm là Castiban Red gam màu đỏ, cái gam màu xám là X-Ray, trong khi cái gam màu cổ điển là Sapphire Black. Trong Chrysler 1200X 2024 có mức giá bán ở Việt Nam rơi vào khoảng là 499 triệu đồng. Mức giá bao gồm thuế VAT cho cả 3 phiên bản màu. Nó thấp hơn đến 100 triệu đồng so với bản người tiền nhiệm là Chrysler 1200X. Với mức giá này trong motorcycle, hy vọng Chrysler 1200X có thể tiếp cận đến nhiều biker hơn và tiếp tục lan tỏa cái tinh thần của những cái thương hiệu đến với cộng đồng anh em chơi xe trong nước. Đó là chút về những thông số kỹ thuật của chiếc Chrysler 1200X 2024. Cái động cơ là hai xanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, cốc trục kiểu là 270 độ SOC, dung tích là 1200cc, đường kính piston là 97.6m, trong khi hành trình piston là 80m, cái tỷ số nén là 11:1, cái công suất cực đại là khoảng 66.2kW, tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại là 110Nm, tại ngưỡng tua máy là 4.250 vòng trên phút, hệ thống nạp nhiên liệu phun xăng tử đa điểm liên tục, hệ thống ống xả 2:2, hệ thống chuyển động xích tải, coi liên hợp là coi ướt nhiều lá hỗ trợ liên hợp, hộp số con tay 6 cấp, cái khung là thép ống, cái càng sau là càng đôi hợp kim nhôm, cái vành trước là vành nhôm 36 nàng đi cùng với lớp không xăm, phía trước là 21 x 21 x 2.15 inch, trong khi cái vành sau là vành nhôm 32 nàng lớp không xăm 17 x 4.25 inch, trong khi lớp trước với kích cỡ là 90-90-21, phía sau là 150-70-17. Cái giảm sóc trước Maruti Upside-down hành trình là 170m, trong khi cái giảm sóc sau cũng là giảm sóc đầu của Maruti điều chỉnh được và hành trình là 170m. Hệ thống là phanh trước phải đôi với cái đường kính là 310m đi cùng phanh Nissin 2 piston ABS. Hệ thống phanh sau phanh đơn 255m, phanh Nissin 1 piston ABS. Cái cụm hồ TFT LCD kết hợp chiều cao yên giữ mức 2.273m, cái chiều ngang tay lái là 834m, chiều cao không tải gồm gương là 1.185m, cái chiều cao yên rơi dịch khoảng là 820m, trục cơ sở dài 1.525m, góc nghiêng phục trước là 26.2 độ, cái độ trượt 125m, trọng lượng ước 228kg, dung tích bình xăng 15 lít, cái nhiên liệu tiêu thụ là 4.4 lít trong 100 km, thời gian bảo dưỡng là 10.000 dặm tương đương khoảng là 16.000 km hoặc là 12 tháng tùy cái điều kiện nào đến trước. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kế tiếp nhớ like, share, subscribe.